Từ lâu, cờ tướng được biết đến như một môn thể thao trí tuệ, một thú vui tao nhã của nhiều người. Khác với nhiều môn thể thao đòi hỏi điều kiện sân bãi, phương tiện, thì người chơi cờ tướng có thể ngồi ở bất cứ đâu, chỉ cần một bàn cờ là đủ. Yêu thích cờ tướng từ ngày còn trẻ, nhưng sau này khi về hưu, ông Đặng Văn Tiến, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình mới có nhiều thời gian dành cho môn thể thao trí tuệ này. Mỗi khi rảnh rỗi, ông lại mang bàn cờ đi tìm bạn đấu. Nó có một cái chất đam mê riêng và đồng thời là đến đây thì nó gặp tất cả những gọi là bạn cờ thì là mình cảm thấy nó vui. Ở nhiều góc phố, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng tốp người say sưa bên những quân cờ. Cứ vào mỗi buổi chiều sau những giờ lao động mệt nhọc, nhiều người lại tìm đến cờ tướng như một món ăn tinh thần, một thói quen không thể thiếu. Để tập hợp những người yêu cờ và phát triển môn cờ tướng, các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh đã được thành lập. Trong đó, câu lạc bộ cờ tướng Tràng An là một câu lạc bộ khá mạnh, thu hút nhiều kỳ thủ nổi tiếng tham gia thi đấu. Câu lạc bộ thành tướng Tràng An thành lập nhằm mục đích thứ nhất là tạo ra sân chơi lành mạnh cho các kỳ thủ yêu thích môn cờ tướng trong toàn tỉnh và cũng là nơi giao lưu cho các kỳ thủ toàn quốc về đây. Cái thứ hai là cũng muốn là anh em đam mê môn cờ tướng và cũng muốn nâng tầm cái môn thể thao mà mình đam mê lên thì bằng cách là một là nâng cao chất lượng, hai là nâng cao cái về phát triển cả về sâu rộng về số lượng. Trên bàn cờ, ngoài hai người chơi chính, lúc nào cũng có một nhóm dự khán. Bầu không khí càng lúc càng trở nên sôi nổi, kịch tính hơn. Thú chơi cờ tướng thật giản dị, mộc mạc, gần gũi mà cũng đầy những triết lý nhân sinh quan. Thì khi người ta chơi các cái đấu thủ mà giao lưu với nhau thì nó thể hiện cả cái tính cách, cái đạo đức của con người. Chẳng hạn cái con người bây giờ người ta có cái tính cương quyết và hoặc cái tính điềm đạm hoặc là trong cái lối sống, trong mọi cái vấn đề trong xã hội. Thì tính người ta rất điểm tính đi những nước cờ nó rất là hay. Sau khi mà bắt được chơi xong cờ, thực ra là thần kinh thì nó rất là thoải mái. Khi mình chơi cờ thì mình cảm thấy nó rất là hưng phấn, rất là vui và nó giải tỏa được rất nhiều căng thẳng trong cuộc sống. Tức là khi mình bước vào cái niềm đam mê của mình thì mình cảm thấy nó như vậy. Mà mình lại có một cái thói quen, tức là cố gắng tìm ra những cờ rất là hay trong mỗi ván cờ. Và sau khi mình tìm được những cờ hay như thế, mình cảm thấy nó như mình giải được một cái bài toán khó, mình như giải tỏa một cái vấn đề rất là tức là khám phá thứ gì rất là mới, mình rất là tâm đắc với cái vấn đề đấy, thì tự nhiên là cảm giác là nó rất là thoải mái, rất là mình có một cái cảm giác rất là hạnh phúc. Thú chơi cờ tướng nơi công cộng đã trở thành một nét đẹp văn hóa ở chốn thành thị cũng như ở các vùng quê. Giữa cuộc sống hối hả và ngày càng nhiều bộn bề lo toan thì cờ tướng vẫn là một thú vui tao nhã mà đầy trí tuệ, làm lôi cuốn mà say mê biết bao người.